Rồi ok, xin chào 500 anh em đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay thì mình sẽ làm một cái video để so sánh giữa hai cái máy bơm. Đó chính là máy bơm 12V, gọi là block nén khí 12V, và cái block nén khí 220. Ở đây thì các anh em thấy là mình đang có ba con bơm ha. Một con bơm 12V trắng cũ, trước đó mình đã có test rồi. Một con bơm mới 12V màu đỏ, và một cái máy min bao huyền thoại. Cái này thì xuất hiện trong nhiều video rồi. Video ngày hôm nay thì mình sẽ chỉ có test hai con thôi. Con màu đỏ 12V và con block 220. Thì mình sẽ test trên ba cái công cụ đo. Thứ nhất là nhiệt độ này, thứ hai là độ ồn này, thứ ba là tốc độ. Vì ba cái này là ba cái thông số quan trọng nhất trong một cái block. Rồi bây giờ mình sẽ vào cái phần test nha. Test nhiệt độ thì mình sẽ dùng cái đồng hồ này ha để test. Cặp vào đây. Tất nhiên thì nó sẽ không chính xác 100% đâu, nhưng mà nó sẽ phản ánh được cái phần nào cái nhiệt độ của nó. Rồi, đồng hồ nhiệt độ đây đang thể hiện là 32 độ. Ở đây thì máy nó đang thể hiện là 8 ký ha. Các bạn nhìn vào đồng hồ này, 8 ký. Trước tiên khi test thì mình phải xả hết ra đã. Xả hết khí về không nha. Rồi mình xả hết khí ra. Xúc xịt siêu mạnh nha. Vừa có clip chế rồi nhá, hướng dẫn chế rồi. Anh em nào quan tâm thì có thể xem nha. Rồi, nó đã về 0 ký rồi nha. Rồi chốt là anh em nhìn đồng hồ 32 độ nha. Chuẩn luôn. Đồng hồ không ký nha. Đồng hồ không ký. Còn đây decibel đang là, nếu mà mình không nói nè, 50. Rồi bây giờ bắt đầu bật relay nha. Bấm dây nè. 1, 2, 3. Con này thì nó bao êm luôn, bạn nghe nó êm không? Cực kỳ êm luôn. Chuyển sang decibel xem như sao nhá. Máy là siêu êm luôn. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã mod lại cái e rồi ha. Đây mình view sơ qua e cho anh em xem này. Đây nè. Căn bản là mình đã mod ở cái chỗ này rồi. Tí nữa mình sẽ mở cái này ra cho các bạn xem nó ồn như nào nhá. Xem nó ồn như nào. Đồng hồ lên khoảng 5 ký rồi. Decibel con này rơ chốt lại con này 70 nha. Thời gian thì 1 phút 21 rồi. Được 6 ký. Đây là tự ngắt thôi. Tắt phát là mình bấm dừng luôn này. Rồi, kết quả test là 2 phút 12. Số lẻ không tính nha. Nhiệt độ lên khoảng 44.9 này, tính cho 45 độ đi ha. Block lên khoảng 45 độ. Từ 32 lên 45 độ nha. Nhưng mình sẽ bỏ ra cho nó nguội cái nhiệt độ đi đã.
Rồi trong cái lúc mà mình chờ cái nhiệt độ nó nguội ha, thì mình sẽ làm một cái video test về cái độ ồn của cái thằng này khi mà mình có e và không có e này. Tháo e ra nha. Đây chính là cái e mình độ này nha. Ok. Rồi cho nén lên này. Công đông luôn. Rồi giờ gắn e vào ha. Em rung. Thấy không? Có e và không có e nó khác hẳn không? Thế này là cái lọc gió thôi các bạn. Đồng thời nó giảm âm luôn nha. Khí nó hút vào đây. Đây là cái đầu giảm âm này. Trên tế cái đầu là đầu giảm thanh này. Rồi 83 cho cái không có e. Rồi bây giờ test cái máy bơm đỏ nha, 12V này. Mình đã cắm nó qua đây rồi. Cắm cái dây này qua cái van một chiều ha, để nó bảo vệ cái máy bơm. Mình bỏ van điện từ đó rồi, bởi vì van điện từ nó bị xì. Rồi các bạn để ý vào cái màn hình giữa cái đồng hồ, sẽ có ba cái đồng hồ nha, một cái điện thoại, cái đồng hồ. Đây đồng hồ đây nó đang ở 35 độ nha. À, chốt lại 35 độ nha. Đồng hồ này thì không ký. Giờ mình sẽ chuyển qua đồng hồ này. Dừng. Xóa. Rồi bật cái là mình sẽ bấm đồng hồ luôn nha. 1 2 3. Bơm này lúc đầu nó sẽ hơi ồn. Từ 5 kg trở đi thì nó sẽ êm trở lại. Xem đề xi ben của nó nè. Tức là nó kêu ngang với con kia không có e, 90 luôn. Nhưng mà các bạn nhìn nó nén này khủng không, 27 giây, 6 kg rồi, 29 giây. Tám ký là mình sẽ dừng bằng tay luôn nha, tại vì mình không dùng rơ le ha. Ngắt cái này ra trước để nó bảo vệ bơm. 44 giây cho 8 kg. Nè, nhìn đồng hồ này. Decibel 90 nhá, nó phải kêu ngang với con này không có e này. Nó cũng ồn đấy, thuộc dạng là ồn. Đương nhiên là máy mạnh thì nó phải ồn rồi. Cái đấy là không thể nào tránh khỏi được. Tốc độ của nó quá lớn mà các bạn biết, nó quay với tốc độ khủng á. Nhưng mà cái độ nén của nó còn không kịp nóng. Đây con này lên 44,3 độ, tức là nó mát hơn so với con này một chút thôi. Thấy không? Bây giờ lên 45 rồi. Đấy, lên 45 độ rồi. Nha. Được chưa? 45 độ này. Giờ đang nhảy lên 45 độ 5. Đấy. Ok, chốt nha. Nó còn không kịp nóng. Rồi mình sẽ chốt lại kết quả so sánh giữa hai con về nhiệt độ, thời gian nén. Con này nó nén còn hơn gấp đôi con kia, có 4 mấy giây, con này nén 2 phút mấy lận, gần gấp 3 lần. Là các bạn hiểu 12V nó kinh khủng cỡ nào. Thực sự là mình lúc đầu mình cũng không tưởng tượng được là nó nhanh như vậy đâu. Mình nghĩ chắc nó có nhanh thì chắc nó nhanh nhưng mà nó không nóng hoặc như thế nào đấy. Con này nó vừa đỡ nóng mà nó lại vừa nhanh nữa. Đá đồng tiền, đúng là tiền nào vải ấy.
So sánh thì xong rồi, nhưng mà mình sẽ mở rộng thêm cái phần cái bơm ha. Lúc trước thì mình đã có so sánh giữa con bơm này và bơm ARB và bơm 220. Mình có cái clip rồi. Bạn nào chưa xem mà quan tâm thì có thể click để xem lại ha. Hôm nay thì mình sẽ so sánh sơ qua thôi với cái con bơm này, hai con này với nhau. Thì mình sẽ đo cái phần ngoại hình của nó. Cái chiều dài của thân bơm này không gồm e là 270. 270 tức là 27 cm. Gồm cả e thì nó rơi vào tầm khoảng 33 cm, đấy là chiều dài của bơm. Còn đây là chiều dài của cái bơm đỏ. Bơm đỏ thì không gồm e là 34 cm. Nếu mà nói về tổng chiều dài thì con này nó chỉ hơn con này khoảng 1 cm thôi. Nhưng mà cái phần này nè, các bạn để ý cái phần tản nhiệt cũng như cái phần cụm xi lanh nén của nó ấy, thì nó sẽ dài tới khoảng 9 cm. Còn con này nó dài khoảng 6 cm khoảng thôi nhá. Chỉ đo án cho anh em để anh em lấy thông số thôi. Đấy, thì hai cái bàn xi lanh này nó sẽ quyết định cái vấn đề nén nhanh hay nén chậm này. Cái diện tích của cái tông nén ha. Thì con này lần trước mà mình sẽ lấy lại cái thông số của cái video lần trước nha. Cái này là mình mở rộng thêm thôi. Đó, mình sẽ lấy lại cái thông số của video lần trước để so sánh hai con này với nhau. Là anh em sẽ tự so sánh được nha. Ok, như vậy mình vừa mới hoàn thành xong cái video test giữa hai cái máy bơm, máy 220 và máy nén 12V ha. Các bạn có thể để lại ý kiến của mình dưới phần mô tả, mình sẽ giải đáp cho các bạn các thắc mắc. Các thông tin về sản phẩm thì các bạn có thể liên hệ trực tiếp số trên video hoặc liên hệ website của Phong DIY để biết thêm thông tin. Nếu các bạn thấy video này hay, đừng quên nhấn chia sẻ và like giúp mình nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì có thể nhấn đăng ký kênh và nhấn chuông để theo dõi những video mới nhất của mình. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.